Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp công tác đưa người lao động tỉnh Lai Châu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo công tác triển khai thỏa thuận hợp tác tiếp nhận lao động thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu Việt Nam và chính quyền thành phố Mungjaeong, tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc, thông tin một số thị trường xuất khẩu lao động truyền thống và tiềm năng hiện nay. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Ngoại vụ đã có buổi làm việc với ông Kim Huyên Ngu, chuyên gia tư vấn phái cử lao động thời vụ của thành phố Mungjaeong. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất làm rõ thêm các nội dung liên quan đến việc triển khai thỏa thuận như tiêu chí lựa chọn người lao động, mức lương cơ bản, các giải pháp phòng tránh nhập cư bất hợp pháp, lương làm thêm giờ. Hiện nay, số người trong độ tuổi lao động của tỉnh là trên 304.000 người, trong đó lao động từ 18 đến 40 tuổi chiếm 61,5%. Trong năm 2022, số lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương đạt 218 người, tăng 50,34% so với kế hoạch đề ra. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào thuận lợi khó khăn đối với việc lựa chọn lao động theo tiêu chí thỏa thuận và các điều kiện đưa người lao động đi xuất khẩu, lương và các chi phí khác kèm theo, tình hình xuất khẩu lao động tại các huyện trong thời gian vừa qua và định hướng trong thời gian tới, công tác quản lý người lao động. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là việc làm trọng tâm không chỉ tạo thu nhập mà còn thay đổi tư duy, tay nghề cho lao động, là hình mẫu để lan tỏa sang thị trường khác, thúc đẩy nâng thị phần, đưa lao động xuất khẩu sang nước ngoài. Đồng chí yêu cầu các cơ quan địa phương phải quan tâm thực hiện hiệu quả đợt 1, lao động chất lượng đảm bảo các điều kiện theo thỏa thuận. Trước mắt là ngoài tuyển lao động đủ điều kiện đi đợt 1, các địa phương vẫn cần phải sơ tuyển tạo nguồn lao động để cho các đợt xuất khẩu tiếp theo. Tăng cường tuyên truyền tại những địa bàn tái định cư thủy điện để người dân có việc làm, thu nhập ổn định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Ngoại vụ quan tâm thống nhất về thỏa thuận về đầu mối liên hệ với phía Hàn Quốc, thành lập trưởng nhóm để thường xuyên báo cáo tình hình và động viên lao động tại các điểm có lao động. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của xuất khẩu lao động, tiêu chí tuyển, mức lương và các phụ phí. Đối với vay ủy thác tạo điều kiện tốt nhất cho lao động có nhu cầu vay vốn, lý lịch tư pháp, hộ chiếu thị thực cần quan tâm thực hiện tránh sai sót và đảm bảo thời gian. Sở Ngoại vụ tiếp tục liên hệ với các nước để thúc đẩy xuất khẩu lao động của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản số 590 gửi các cơ quan tư tưởng văn hóa tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn, các huyện thành phố, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh về việc tuyên truyền triển khai thực hiện các biện pháp quản lý tình trạng công dân di cư trái phép ra nước ngoài. Công văn nêu rõ, thời gian qua, tình trạng công dân di cư trái phép ra nước ngoài như Campuchia, Myanmar, Trung Quốc và một số nước châu Âu còn diễn ra khá phức tạp. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp quản lý tình trạng công dân di cư trái phép ra nước ngoài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những quy định về xuất nhập cảnh ra nước ngoài, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các phần tử xấu, dụ dỗ, lôi kéo, di cư trái phép ra nước ngoài. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng để phát hiện, tố giác, xử lý các cá nhân, đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái phép, mua bán người. Có những giải pháp phù hợp để hỗ trợ cho các trường hợp bị lừa bán ra nước ngoài trở về tái hòa nhập cuộc sống. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy, có giải pháp ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm gần đây, chất lượng dịch vụ lưu trú phục vụ du khách trên địa bàn của huyện Tam Đường đã được cải thiện rõ rệt. Số lượng khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, homestay tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 25 homestay, 4 khách sạn và 7 nhà nghỉ du lịch. Trong đó có 2 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 1 khách sạn 2 sao và 1 khách sạn 1 sao. Công suất sử dụng phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch đạt 61%. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch từ 0,5 đến 1 ngày. Mức chi tiêu của du khách quốc tế 1 triệu đồng một ngày, khách nội địa là 0,6 triệu đồng một ngày.
Việc các cơ sở lưu trú, nhà hàng phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển du lịch của huyện. Đến năm 2025, huyện Tam Đường đặt mục tiêu có thêm 120 số phòng lưu trú và đến năm 2030 có khoảng 150 buồng khách sạn, thu hút đầu tư thêm 1 đến 2 khách sạn 3 sao trở lên. Để thực hiện đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 là 47 triệu đồng, huyện Tân Uyên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm, các cây trồng có giá trị kinh tế cao, thành vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung an toàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Vận động nhân dân hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao, đưa cây trồng mới và sản xuất theo hướng Việt Gáp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từ đó tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung phương thức hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, khảo sát, giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri, đạt nhiều kết quả. Nội dung giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi cộng được cử tri quan tâm. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hoài Thu, Anh Sơn. Căn cứ vào chương trình giám sát của năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành chương trình giám sát và chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai thực hiện. Nội dung giám sát được lựa chọn tập trung chủ yếu vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được cử tri quan tâm. Trong năm 2022 đã tổ chức và hoàn thành 2 cuộc giám sát chuyên đề, 2 cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp. Các cuộc giám sát được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả được đánh giá toàn diện những mặt tích cực, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Về cái hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân ấy, thì năm 2022 đấy, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã chỉ đạo phối hợp điều hòa hoạt động của các ban và đã thực hiện cái cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng, chuyển đổi các loại đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 2016-2021. Và Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã giám sát chuyên đề hai cuộc của các ban Hội đồng Nhân dân thì cũng đã giám sát các cuộc giám sát theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả, đặc biệt là thẩm tra, cái công tác thẩm tra và chất lượng thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thì có chuyển biến tích cực và rõ nét về kết quả thực chất và thiết thực. Đấy. Đó là những kết quả hoạt động chung của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng với giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao. Các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri tại 238 điểm tiếp xúc với trên 15.000 cử tri tham gia. Qua đó ghi nhận 2.818 ý kiến kiến nghị, trong đó có 2.762 ý kiến được trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp thu, xem xét giải quyết. Tôi là một cử tri ở trấn Sìn Hồ. Trong năm qua tôi đã tham gia các kỳ họp tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó tôi được lắng nghe các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua kết quả của các kỳ họp, các chính sách phát triển kinh tế xã hội thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Tôi cũng đã gửi gắm những ý kiến của cá nhân về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tới các đại biểu để truyền tải đến các cơ quan chức năng và cũng được các đại biểu phản hồi ý kiến kịp thời. Tôi cảm thấy rất là hài lòng. Là một trong những hoạt động quan trọng quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Do đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đổi mới, linh hoạt sáng tạo để tổ chức thành công các kỳ họp. Với 2 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên đề được tổ chức trong năm 2022, đều được Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị cụ thể, chi tiết, khoa học, các nội dung trước, trong và sau kỳ họp. Là một cử tri của tổ 2, thì chúng tôi thấy rằng trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân hiện nay đã có những cái đổi mới.
các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đi vào cái thực chất vấn đề nóng của cái địa bàn tỉnh Lai Châu, những vấn đề mà cử tri quan tâm, những vấn đề về kinh tế, xã hội, rồi những vấn đề tại cơ sở cần phải giải quyết, thì là các đại biểu đã nêu ra cùng nhau bàn bạc, rồi cùng nhau thảo luận và đề cho ủy ban, rồi các ngành, các cấp để tiến tới là tổ chức thực hiện làm sao cho nó trúng, đúng và hoàn thành cái kế hoạch nhà nước giao cũng như là chỉ tiêu của tỉnh ta. Đề cao trách nhiệm trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn. Qua đó khẳng định được tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và uy tín vị thế của Hội đồng Nhân dân trong việc tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, việc phát triển giao thông tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Thổ luôn được các cấp chính quyền quan tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các xã, tạo ra các vùng liên kết sản xuất hàng hóa, đặc biệt đối với những vùng còn nhiều khó khăn. Việc kết nối giao thông đối với những địa bàn khó khăn luôn là bài toán khó. Thế nhưng, với quyết tâm của chính quyền cùng với việc vận dụng các nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã dần tháo gỡ khó khăn cho những vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Phong Thổ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng biên giới của Tổ quốc. Bản Hoàng Chù Sào là bản xa trung tâm nhất của xã biên giới Hủy Luông, khoảng hơn 10 km. Con đường đất đá dẫn vào bản uốn lượn qua các quả núi với những con dốc lớn và dài nguy hiểm. Chính vì vậy, việc đầu tư mở rộng con đường và bê tông hóa mặt đường đã tạo nên một niềm vui khôn xiết với người dân nơi đây. Những mặt đường đất đá gồ ghề, những con dốc lớn, những khúc cua tay áo đã dần được thay thế bằng những đoạn đường bê tông phẳng phiu, giúp cho hơn 50 hộ dân và 260 nhân khẩu của bản Hoàng Chù Sào có thể đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Rất là được nhà nước lại quan tâm để giúp được làm cái đường dân sinh được bà con đi lại. Thứ nhất là đi lại, thứ hai thì cho người dân để phát triển kinh tế, mình làm được cái nông sản hóa ra mưa hay là nắng thì rất là được thuận lợi. Với định hướng giao thông đi trước mở đường, những năm qua, huyện Phong Thổ không ngừng tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước để phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn. Dự án nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn bản Trang Hoàng 2 đi bản U Sa, xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B nhằm kết nối giao thông hai bản U Sa và bản Trang Hoàng, xã biên giới Hủy Luông. Đây cũng là con đường phục vụ cho sản xuất liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ này, về phía huyện cũng như ban đang triển khai cũng rất là tương đối nhiều các dự án liên quan đến phát triển các cái đường liên bản, ưu tiên các cái bản đặc biệt khó khăn vùng biên giới để nhằm từng bước đáp ứng được cái giao thông đi lại. Để xây dựng, mở, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn khó khăn trên địa bàn huyện, đặc biệt là đường liên bản tại các xã biên giới, được Ủy ban Nhân dân huyện vận dụng bằng các nguồn lực chương trình mục tiêu, cùng với đó là nguồn vốn cân đối ngân sách huyện hàng năm. Nhờ đó đến nay, hạ tầng giao thông trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể. 100% các tuyến đường từ huyện đến các xã được trải nhựa. 85% số thôn bản được cứng hóa đường giao thông, ô tô đi đến nơi. Tỷ lệ giao thông nội bản đạt trên 80%. Đường nội đồng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp qua từng năm. Đối với này, hạ tầng giao thông của huyện Phong Thổ thì trong những năm qua thì huyện đã tập trung các cái nguồn lực để đầu tư nâng cấp các cái tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã và các thôn bản. Thì cho đến nay 100% số xã của chúng tôi là đã có đường ô tô và được cứng hóa đến trung tâm các xã. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện biên giới Phong Thổ xác định mục tiêu thu hẹp khoảng cách nhân dân vùng khó lại gần vùng thuận lợi để cùng nhau phát triển kinh tế văn hóa xã hội, từng bước đưa Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo của tỉnh Lai Châu, góp phần ổn định an ninh biên giới của Tổ quốc. Ngày 30 tháng 1, đồng loạt các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức khai xuân tạo khí thế phấn khởi cho tập thể giáo viên học sinh trong ngày đầu tiên đến trường của năm mới. Nhiều hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã thu hút các em học sinh đến trường sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên thời sự.
Tại trường tiểu học số 1 thành phố Lai Châu, ngày đầu năm học mới các phụ huynh đưa con đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài đã tạo nên không khí nhộn nhịp vui tươi bởi sự giao lưu giữa phụ huynh học sinh và giáo viên. Để tạo sự hứng khởi cho học sinh của nhà trường đã dành 2 tiết đầu giờ để tổ chức vui chơi cho các em học sinh. Ngay sau đó các giáo viên chủ nhiệm đều tổ chức ôn luyện rèn các em dần ổn định về nền nếp dạy và học. Từ ngày đầu tiên của năm mới, với tinh thần sáng tạo, đổi mới, tập thể nhà trường đã triển khai chương trình học kỳ 2, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của năm học 2022-2023. Buổi khai xuân ngày hôm nay, thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức cho các con vui xuân với các cái trò chơi dân gian trong 2 tiết đầu. Và trong các cái trò chơi dân gian này thì cũng giúp các con phấn khởi hơn, có những cái không khí vui xuân để các con tiếp tục hào hứng vào học tập thật tốt, đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Hôm nay con đến trường thì con rất là vui vì được tham gia các hoạt động như là các cô tổ chức cho con các hoạt động như là kéo co, đánh trống, đánh cù, và con rất là mong năm sau con có thể chơi những trò chơi này nhiều hơn nữa. Tại trường Trung học cơ sở Đoàn Kết thành phố Lai Châu, để tạo không khí vui tươi phấn khởi, nhà trường đã tổ chức sơ kết học kỳ 1 và vui chơi hoạt động ngoài trời. Kết quả sơ kết học kỳ 1, trường Trung học cơ sở Đoàn Kết đã khen thưởng cho gần 150 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường, tuyên dương học sinh đạt giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Từ thành tích đó là động lực để khích lệ tập thể giáo viên, các em học sinh nỗ lực hơn trong học kỳ 2. Đầu xuân năm mới, nhà trường đã tổ chức sơ kết học kỳ 1 và khai xuân với các trò chơi dân gian, hoạt động ngoài trời để tạo hứng khởi cho các em học sinh bước vào học kỳ 2 với một tâm thế vui vẻ. Và qua các cái hoạt động đầu xuân năm mới thì thấy các em học sinh của nhà trường đến trường rất là phấn khởi, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô triển khai các nhiệm vụ học tập ở trong học kỳ 2. Đầu xuân năm mới thì em thấy nhà trường tổ chức những hoạt động này rất ý nghĩa và em cảm thấy rất háo hức, vui vẻ và hào hứng đi chơi các trò chơi này ạ. Đầu xuân năm mới thì em mong muốn là mình có một năm học xuất sắc và đạt được nhiều thành tích cao ạ. Các hoạt động diễn ra trong ngày đầu năm mới tại các đơn vị trường đều được tổ chức với khí thế vui tươi. Các chương trình văn hóa văn nghệ hướng theo chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân với nhiều lời chúc tốt đẹp được trao tặng vào năm mới đã giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh của các nhà trường có tâm thế sẵn sàng cho học kỳ tiếp theo đạt được kết quả cao hơn. Trong mỗi dịp Tết lễ hội của người dân tộc Mông ở Lai Châu, ngoài những trò chơi và các môn thể thao truyền thống như là đẩy gậy, bắn nỏ, ném pao, đi cà kheo, thì trò chơi tù lu hay còn gọi là trò đánh quay được các chàng trai người dân tộc Mông rất thích thú. Đây là môn thể thao dân tộc giúp chàng trai người dân tộc Mông thể hiện được sức mạnh, sự khéo léo, tinh nhanh, phán đoán tốt của mình trong mỗi dịp đua tài. Người Mông thường nói vui rằng, đã là con trai người Mông thì ai cũng biết đánh tù lu. Bởi lẽ từ khi còn bé, các bé trai người Mông đã được đi theo các anh, theo cha, chơi môn thể thao này. Tù lu được làm từ loại gỗ cứng có đường kính từ 7 tới 10cm. Thường đàn ông người dân tộc Mông, khi đã làm quen, thì cũng không mất quá nhiều thời gian để làm. Tù lu có hai đầu, đầu nhọn đóng một chiếc đinh cứng và đầu kia gọt bằng. Mỗi bộ quay gồm sợi dây dài chừng 1,5 mét, gắn cố định một đầu vào thanh gỗ nhỏ, dài khoảng 0,5 mét. Sân chơi thường được chọn một bãi đất rộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người chơi và những người đến xem. Đối với bản thân cũng như đàn ông người dân tộc Mông ở đây, trước khi chuẩn bị đến Tết thì chúng tôi lên rừng tìm loại gỗ tốt về làm tù lu. Thời điểm Tết tụ tập được đông đảo đàn ông trong bản chơi cùng nhau nên rất là vui, rất là sôi động. Tù lu là một môn chơi truyền thống của người Mông, đặc biệt trong dịp Tết năm mới. Nói đến cách chơi môn tù lu thì ở mỗi nơi có hình thức đánh riêng do người chơi tự đặt ra. Có khi không phân biệt người chơi và người đánh. Nếu đánh trượt thì phải dừng lại chờ qua vòng và người nào đánh trúng thì mới được đánh tiếp. Nhưng khi đã là môn thi đấu thì đều phải tuân thủ theo luật được quy định. Môn chơi tù lu không chỉ giúp người dân tộc Mông rèn luyện sức khỏe, độ khéo léo, tinh nhanh và phán đoán tốt, mà còn giúp cho các chàng trai người Mông thể hiện tài năng của mình. Mỗi dịp Tết đến xuân về, đến với bản du lịch cộng đồng Lao Trải 1, xã Khuôn Há, huyện Tam Đường, khả năng chơi tù lu của các chàng trai thể hiện sức mạnh thượng võ của người đàn ông qua môn tù lu. Về cái
trò chơi tù lưu này thì nói chung là cũng có từ rất là lâu đời rồi. Các cụ cũng ngày xưa là họ cũng có cái môn này để trò chơi cho các năm, đặc biệt là cái lễ Tết. Thì như đàn ông ở đây đấy thì đã biết chơi tù lưu từ năm có khoảng là 5 tuổi. 5 tuổi, 6 tuổi là đã chơi từ đấy đến giờ, cũng không bỏ. Tại vì là món này, cái trò chơi này thì rất là đặc biệt và rất là thích. Thì chúng tôi rất là muốn có cái trò chơi này. Có thể nói rằng chơi trò tù lưu của đồng bào dân tộc Mông nói riêng và các trò chơi dân gian truyền thống nói chung chính là bản sắc văn hóa, thể hiện tình đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng thôn bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.